Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Quán Ăn Hạnh Phúc. Chương trình được phát sóng vào lúc 19 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Chúng ta lại đây nữa nhỉ? Cái gì? Xin lại đây. Đang dẫn chương trình mà. Vụ gì? Thì em thích em coi phản ứng anh sao thôi. Phản ứng gì vậy? Thì đôi khi trong cuộc sống mình cũng có những lúc mình khó ăn khó ở gì đó. Ông bà ta dạy là mình phải nhẫn nại, phải dịu hiền nhẹ nhàng chứ đại nhẫn sao mà cục xúc vậy? Mà sao em làm anh không có phản ứng gì hết trơn vậy? Anh là bình thường, ai mà đối xử tệ với anh sẽ đối xử tốt lại với người đó. Nó gọi là lấy nhung chế cương. Hiểu không? Em vừa nhận được một cái lịch đặt bàn quán ăn mình. Thì em được biết là hai anh chị này hơi khó tính, hơi khó chịu, cục xúc. Nhưng mà anh có biết không? Bạn anh luôn. Không, bạn anh không ai vậy hết. Bạn anh văn minh lắm. Không anh ai chắc cục xúc không? Hết. Anh chắc. Nhưng mà em nói khách hôm nay là cục xúc vậy. Đúng rồi. Ok, mở cửa đón khách. Xin mời. Không rồi, không cần mời, không cần mời. Mình ra đây. Ăn đi, dọn lên ăn đi. Dạ mời hai quý khách ra đây. Mình ra đây đi ạ. Sao kêu tới đây ăn vậy? Chưa, con chưa đặt gì hết. Dạ, giang hồ hả? Thu tiền bảo kê hả? Phải, quán kia qua kia thấy nó không có hạnh phúc. Hơi khó trong người. Khó hở, đa kỳ dẫn vào đây, hiểu không cô chú? Thôi xả dài đi em. Áp lực lắm luôn á. Không phải là vậy đâu, thật sự là tại vì mình đóng gia đình cùng số, mình hơi vậy thôi. Rồi, giới thiệu đi. Nói chưa ba? Lady first. No. Giờ nói không? Không á. Dạ nói không? Không á. Nói đi về nha, nói đi về nha. Dạ Ngọc Hoa xin chào quý khán giả. Dạ Ngọc Hoa xin chào quý khán giả. Đến với chương trình Quán Ăn Hạnh Phúc ạ. Dạ Tấn Phát xin được gửi là chào đến tất cả quý khán giả của chương trình Quán Ăn Hạnh Phúc. Dạ. Hay, ngày hôm nay chúng ta đón chào hai vị khách quá là đặc biệt. Cái miệng thì cục xúc vậy thôi nhưng tấm lòng rất nhân hậu. Đúng không Phát? Đúng rồi. Ủa sao càng ngày càng gặp lại rồi anh Phát La anh hiền hẳn luôn á. Anh khác với anh khác ngày xưa lắm. Tại Phát La chứ giờ hiền mà ta. Không phải, ngày xưa ảnh kiểu như là ảnh tiết tấu hơn, ảnh năng động hơn. Ảnh trì. Bây giờ không ạ. Em này bây giờ là có vẻ như là anh trưởng chạc hơn, anh trưởng thành. Trưởng chạc á. Kiểu như là đàn ông đã luống tuổi hay sao anh? Luống tuổi. Đàn ông luống tuổi. Nó bị luống quá. Đó đúng rồi. Cái nét này mới là Phát La ngày xưa tôi biết là. Tại vì cái sao? Trong cuộc sống. Gọi một nét nhạc buồn nè. Mình khi mình va vấp bởi những cái vấp ngã trong cuộc đời. Sau đó mình đứng dậy và mình gọi là mình trưởng thành đấy. Thì mình trầm tính hơn. Nhưng mà khi mà gặp lại những người bạn thì vẫn vui vẻ bình thường. Nhưng mà mình sống á, mình yêu thương mọi người nhiều hơn. Yêu thương đồng nghiệp nhiều hơn. Như vậy đó là mới hạnh phúc. Đó là lý do tại sao hôm nay là anh mở cái quán hạnh phúc này đúng không? Chính xác. Hay. Để mang hạnh phúc cho tất cả những người bạn bè xung quanh mình. Đúng vậy. Trời ơi nói gì nữa vô ăn liền được cho anh. Dạ không, chưa. Đang định hỏi bạn này là vợ Phát La hay gì mới được biết đâu. Chị. Dạ. Mới cưới xong mời tụi em. Mất tích mấy năm quay lại hỏi tôi lấy vợ luôn. Hai chồng lén mở cái quán nè. Giới thiệu đi Lu. Em là Lu, em là trợ lý của anh chủ thôi. Chứ em không phải vợ. Nhưng mà nếu như mà ship em cũng được. Cũng được hả? Chịu đèn. Chịu đèn. Chịu không? Quan trọng không chịu không? Công việc hả? Nhưng mà hai anh chị đến đây thì hai anh chị đã biết truyền thống của Quán Ăn Hạnh Phúc chưa? Chưa em ơi, mới tới lần đầu biết gì. Cái văn hóa ở đây là không bao giờ có thực đơn. Là kêu là có hả? Quán ăn ở đây là sẽ phục vụ món ăn theo tâm sinh lý của chủ quán. Tâm sinh lý hả? Đúng rồi. Tâm sinh lý luôn hả? Với lại là quán được cái là quán bán vì đam mê thôi, không có lấy tiền của thực khách. Không lấy tiền. Nhưng sẽ đổi lại một cái khác. Thấy chưa, tôi biết là đời đâu cho ai không thứ gì. Thôi bây giờ nè, ông bà ta nói gì? Dạ. Muốn ăn phải lăn qua thử thách. Dạ. Em không lăn đâu, mệt. Cho nên nghe là muốn ăn phải lăn vào bếp thôi. Phải lăn qua thử thách. Ông bà anh nói ông bà. Nhưng mà hai người chơi phải đồng ý tham gia cái thử thách thì mới bắt đầu cuộc chơi được. Còn nếu không là đóng cửa đi về. Không có sao hết. Chơi đúng không? Xong. Ok, vậy rồi. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với thử thách của chương trình.
Ủa khách mời đâu rồi ta? Đây, khách mời đứng bên đây. Đây là thử thách của chương trình. Rồi, ở đây mọi người sẽ thấy có 7 cấp độ, thì sẽ tương ứng với lại 7 cấp độ chính của thịt bò. Thì nhiệm vụ đơn giản là hai anh chị chỉ cần điền cái số phần trăm độ chính của thịt bò. Đó, từ cấp độ 1 cho đến cấp độ 7. Sẵn sàng chưa? Bắt đầu. Con nghĩ cái số 1 đầu tiên là 0% đi. 0% là bò sống luôn. Bò sống. Rồi này là 10% là bò tái chanh nè. Tái chanh. Đặt tên luôn. Tái chanh tiếng Anh là gì? Lemon tái. Lemon tái. Lemon tái. Lemon tái tiếng Anh không có dấu. Bò sống nè. Là live, fly. Là gì? Live beep. Beep live. Beep live. Bò là à, bò... hay quá trời ơi. Beep live. Số 3 là số 3 là 30. 30 đi ba. 30 đi ha. Dữ à, dữ à. Bò nhúng giấm đi. Nhúng giấm hay nhúng mẻ? Nhúng mẻ nó thanh thanh nó ngon hơn bò nhúng mẻ. Nhúng mẻ tiếng Anh là gì luôn nha? Nhúng là cái gì? Nhúng là nhận. Nhảy, nhúng là nhảy, là dancer, là nhảy. À, là đen. Biết đen. Biết đen mẻ. Mẻ là mè. Mè. À, 40% nè, là món gì đây? Nó kiểu nó gần medium rồi đó. Gần medium hả? À. Bò né đi, bò, bò né. Bò là cũng là biết nha. Né là tránh đó đúng không? Né là tránh. Tránh. Tránh là xa, xa là pha. Xa là pha. Biết pha. Này 50% nè. 50% đúng rồi. Medium đúng không? Bậy. Cái này là half, half là phân nửa à. Half là già đúng không? Half là già. Half là già là on. 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 Beep on. On. Beep on. Ok rồi, cái này là 60%. 60. Rồi. Là gì? Medium đúng không? Medium là vừa. Beep vừa. Vừa hả? Bò vừa. Coconut. Coconut là dừa. Dừa đúng rồi, dừa dừa là thôi. Biết dừa, biết coconut. Biết coconut. Rồi, này là 70%. Rồi, không có chín luôn. Ở đây 7 mức độ mà không có chín luôn. Đúng rồi. Nếu mà chín là dài lắm, dài lắm, 100% á, dài lắm. Là số mấy? Cấp độ đó là số mấy lận? Cấp độ 10. 10 á. Số 10 hả? Không, tại cái bạn nhỏ hiểu. Chứ đáng lẽ. Cái gì vậy? À vậy hả? Ok, rồi. Ok, ok. Số này là cái gì? Medium rare. Chín dừa hả? Nãy dừa rồi, chín rồi. Thôi medium, mình cho người ta biết mình chuyên nghiệp đi em. Medium. Medium. Viết sao? Rare. Rare là gì? Là kiểu như là chín mà nó chín chưa. Không ai chín rare hết á. Chín nó nửa nửa là lỡ á. Nửa nửa lỡ lỡ là lơ. Lơ. Medium lơ. Medium lơ lơ. 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 Medium lơ. Rồi. Chốt chưa? Chốt chưa? Chốt à. Chắc bây giờ chết chúng ta sẽ công bố đáp án của chương trình. Cái mức độ đầu tiên là mức độ chắc bò chắn sống. Đúng luôn, chắc chắn đúng. Cấp 1. 0%. Chính xác. Chính xác. Yeah. Bò đọc, right. Chị đọc tiếng Anh giùm em. Dạ cái đó là mình chỉ gọi là raw thôi à. Không biết dạ. Lại. Để em gọi là phải làm lại cho khán đúng giả rồi, biết đúng rồi. Không đúng khán rồi. Giả người ta chửi hai này. Ủa. Này đúng là này. Này là raw. Cái này là thịt là nó sống là rò nha. Rò. Biết rồi. Mình hay ra dẻ quá. Tiếp. Rồi, ở mức độ thứ hai là 10%, đáp án là chính xác. Chính xác. Wow. Quá hay. Kính thưa quý vị, lên bên tay là sai luôn nha quý vị. Đúng của nó là Blue rare. Trời ơi, chú đọc tiếng Anh hay ghê luôn á. Ừ. Nể chú luôn á. Blue rare. Tiếp. Rồi, mức độ thứ ba, 30%. 30%. Là đúng đáp luôn. Án sai. Sai rồi. Đó, 25% thôi. Số 25 đó, tại nhìn cũng kỹ chứ. Lên tới đây là rare. Rare không hả? Rare. Mức độ thứ tư là 40%. Sai. 50%. Này là medium rare nè. Đây là medium rare nè. Ủa, medium là medium mới hả? Đúng rồi. Mức độ thứ năm, 50%. Sai. Sai luôn. Đây là 75%. Ủa? 75 nè. Này 50 nè. Hiểu không? Trời ơi. Mức độ thứ 6 anh chị để là 60 đúng không? Đúng rồi. Lật ngược số 6 lại mới là chính xác nha. 90 luôn. 90. Chính quá. Chính quá anh chị. Dai lắm. Còn cái này là medium well. Well là quéo. Nó quéo lại luôn. Dai quá. Well. Và cuối cùng đương nhiên là phải 100% rồi. Đây, này nó là phải chính, hiểu không? Không ai ăn chính vậy chứ. Không ai ăn chính, có người ta ăn chính chứ. Cái này là well done. Biết well done không? Well done. Đó. Well done. Vậy thì sao luôn? Công bố đi luôn. Em nghĩ là thôi chắc bữa nay mình đóng cửa sớm. Rồi. Xin lỗi hai người chơi. Không, thực sự chương trình rất nghiêm khắc. Thôi nói gì nữa. Thôi. Chào tạm biệt hai bạn. Dạ chào. Tạm biệt. Thì thôi hết show rồi. Bye nha. Khách mời thiếu nghị lực quá mọi người. Anh chủ ơi. À anh đã mời hai người chơi mới đến đây. Hai người chơi cũ đã bị đuổi về rồi. Đó. Ôi hai bé kia chắc thua chứ mặt bỏ đeo à. À chúng ta hãy cùng dẫn hai người chơi này vào đại tiệc của chương trình nào. Đây là bàn tiệc của ngày hôm nay. Dạ. Hấp dẫn chưa? Hấp
Dạ. Vô, dạ. Chúng ta cùng vô nhau một cái nè. 1, 2, 3, vô. Đây giới thiệu với mọi người, đây là tất cả những món ăn của ngày hôm nay nha. Mình nhìn sơ nha, đây cái món này là hấp dẫn nhất đúng không? Dạ. Bò tẩm hỏa. Tẩm hỏa hả? Đúng. Tẩm hỏa là gì? Mới nghe tưởng bò là tẩu hỏa. Không, nghe bò tẩm hỏa nhập bào á. Giống như tẩm cái lửa vô đó, tẩm hỏa vô đó. Còn đây là thịt bò tơ luộc với lại gừng, rồi cuốn bánh tráng, đồ vô rau rừng đồ này, hấp dẫn không? Wow. Món này là sườn bò tơ sốt thanh long. À có tím tím được, tím tím. Hấp dẫn. Sốt hấp dẫn. Thanh long. Sốt thanh long. Bên kia là món gỏi bò sốt chanh dây. Đúng vậy. Gỏi bò sốt chanh dây. Còn cái này là xôi bò tơ. Cái gì? Gì? Xôi bò tơ. Trời, bình thường em nghe xôi gà rồi xôi xá xíu đúng rồi vậy. Đúng rồi, xôi bò. Thì đến bò đây phải cho mọi người ăn lạ hơn nữa chứ. Bây giờ chắc là mời anh chị thưởng thức món bò tẩm hỏa này trước nha. Bò tẩm hỏa. Ôi trời, nó xèo kìa, nó xèo kìa. Thấy chưa? Và đặc biệt mọi người có để ý được trong ngày hôm nay tất cả các món đều được làm từ bò tơ. Bò tơ là của Việt Nam mình. Chính xác. Đó là chi đồ đó em. Một cái sự tự hào. Dạ. Nghĩa là tất cả các món này là đều làm từ cái bò tơ của Việt Nam. Rất là ngon. Không chỉ có trên thế giới có bò ngon mà ở Việt Nam cũng có bò ngon nữa. Có chứ. Bình thường ăn là sẽ nướng than này kia, nhưng mà cái này sẽ được chế biến theo một cái phong cách hiện đại hơn, nhưng mà đâu đó vẫn giữ được cái vị ngon, vị chất lượng của cái món ăn này. Cái này mình chấm mắm nêm hả luôn? Dạ không ạ, ở đây sẽ có một chén sốt phô mai cho mọi người chấm. Đây là sốt phô mai nấm mọi người. Cho nên là sẽ có một cái vị thơm, vị béo nhẹ nhẹ. Trời ơi. Cho anh chấm trước nè. Đúng rồi, cho anh chấm trước. Quện vô đi anh. Quện mập nhiều lắm. Cái này là chấm vô đây. Đúng rồi. Bò tơ. Nhà nuôi. Thơm ngon mời bạn ăn nha. Tôi đây không chờ bạn nữa, giờ tôi ăn liền. Xin ăn nha. Ê thơm nha. Nó mềm lắm bạn. Nó mềm lắm luôn á. Ngon. Ngon. Sao? Nó rất là mềm. Nó mềm, cái sốt phô mai làm sao? Nói chung nó thơm. Đời hồi trước em hay ăn cái này bò, em hay chấm với lại lòng đỏ trứng gà thôi à. Cái bò nó mềm. Chấm mà cái sốt phô mai nó béo nữa. Mà có nêm nữa nha, phô mai mặn mặn. Ngọt ngọt. Bò mềm. Ăn mà cảm giác giống như hỏa nó tẩm ở trong đó hả? Đặt cái tên quá chính xác. Cái này có thể chấm với là mắm nêm được không luôn? Thử, mời thử. Anh có thể thử, em nghĩ được. Được đúng không? Tại vì dân miền Tây à. Thấm ra không sao? Tham thì lấy gì đi cũng phải đặt đồng đạo. Dân miền Tây ăn lần ăn cả dây. Nó lỡ dính. Ở miền Tây thích mặn mặn ăn với mắm rồi hiểu không? Ăn nha. Chấm mắm nêm đúng không? Trời. Ổn mà, là trước giờ là chấm mắm sao? Nêm mà. Phát thấy sao? Phát thấy sao? Sao? Thấy sao? Ăn chấm mắm nêm thấy sao? Bò mà nó với mắm nêm nó như là cái gì, nó là sinh ra là dành cho nhau rồi. Ý là nói quán mình á đưa cái sốt này ra là không có hợp. Không, nhưng mà hợp với em thích ăn cái gì béo béo, em thích ăn cái gì nó vậy nè, chứ không thích ăn cái mắm. Mọi người mỗi khẩu vị. Mình ăn tiếp món tiếp đi. Đây, bò tơ hấp gừng. Để em cuốn một cuốn. Thơm ngon mời bạn ăn nha. Ai dám ăn. Thử đi. Được mà. Rồi, cái này là chấm mắm nêm luôn nè đúng không? Mắm nêm. Rồi. Trời ơi. Sao thấy sao? Mềm. Mềm. Thơm. Thơm. Em thấy thơm hơn cái này luôn. Rồi, rồi sao? Rau rừng thấy sao? Thấy nó mềm. Rau rừng nó rừng lắm. Rừng lắm ha. Thơm ha. Anh là thích ăn cuốn bánh tráng vậy lắm. Mà có miếng bún nữa chắc ngon hơn nữa. Thơm bự lắm. ngon quá quý vị ạ. Thật sự luôn á. Rất ít nước mà có cái kiểu mà cuốn bánh tráng nha. Mà anh thích nha, ở nhà mẹ anh chuyên gia cuốn với mẹ. Cuốn miếng bún nè.
hoặc là bỏ cá rồi cũng ngon, cá kho á. Vô cái nào? Vô cái đi. Vô à? Vô cái à? 1, 2, 3. Vô 2, 3. Vô 2, 3. Ê, bò nó mềm quá. Bò tôm. Rồi, món kế tiếp luôn nha. Gỏi bò chanh dây bên này. Wow. Rồi em ăn em cũng thích ngửi cái mùi trước nha. Mùi. Đúng rồi, mùi rất là thơm, mùi thích ngửi. Chanh dây. Mùi chanh dây đúng không? Phúc à. Ừ. Ừ, chanh dây thơm nhỉ. Có từng chấm hôm nay là ăn gì không? Dạ. Không, anh nghĩ cái sốt nó đã là chấm rồi đó. Ừ. Thôi thử nè. Thử coi. Chua mà. Không, anh thấy rất là vừa. Cái sốt chanh dây này nó thơm mà nó hòa quyện với lại cái mấy cái rau củ này nè, rất là ngon. Không, nhưng mà được cái là chanh dây này không có làm mình khó chịu. Tại vì bình thường em ăn chanh dây á là ngay cái phần hàm của em sẽ hơi bị tê. Tại vì nó chua. Mà chanh dây thì xử lý được, ổn. À, cái vị bò nó rất là thơm. Nó ngọt của bò. Mà là bò tơ mà nó mềm lắm. Mềm quá, nó mềm đúng không á. Kết hợp với lại rau, xà lách thì làm cho mình không có bị ngán. Với lại cái sốt chanh dây nó chua chua ngọt ngọt. Và lâu lâu mình cắn phải cái topping là cái hộp chanh dây á. Nó là tăng cái sự mà hưng phấn, cái cảm giác lạ khi mà mình ăn cái món á. Tiếp luôn nha. Rồi, mời mọi người sẽ thử một cái món là sườn bò tơ với lại sốt thanh long. Mời cả nhà. Mời cả nhà nha. Hình như cái này mình có chiên sơ qua, em thấy có một cái lớp chiên ngoài bột đúng không? Chiên hay nướng? Chiên. À, rang muối hả? Rang muối. Người béo béo, thơm. Cái da rang muối rất giòn. Khi mà không ạ, à, chưa có khúc giòn, khúc hơi dai. Cái da đó là giòn giòn đó. Nhưng mà da thì đừng nên quá mềm, phải có cái độ dai mới ngon. Cái này ăn chung với lại cái sốt thanh long này rất lạ ha. Nó ngọt ngọt mà nó thanh thanh. Tại vì thường kiểu thanh long đỏ là đa phần là ví dụ như là ăn không thôi, còn không là làm bánh ngọt này kia là em thấy là ổn. Nhưng mà thực ra là nếu mà để chế biến với lại một món ăn mặn á thì sẽ cần một cái kỹ thuật khó hơn là làm sao để cân bằng được cái độ ngọt của trái cây với lại độ mặn của cái món thịt đó. Mà cái này thì em thấy là cái vị thanh long này nó không có quá nồng, nhẹ nhàng, dễ ăn. Và có vị béo, hậu vị, khá thơm. Ngày hôm nay phải trải nghiệm là thấy nó rất là ngon. Thì thường thì ăn cái giò heo muối chiên giòn. Muối chiên giòn á. Thì cái này Phát cũng tưởng là giò bò, nhưng không, cái này là cái sườn bò. Và rang muối ở ngoài. Em tưởng giò bò. Rang muối ở ngoài cho nó giòn nè. Và ở trong vẫn giữ được cái độ ngọt của thịt bò. Không có bị dai nữa. Kết hợp với cái nước sốt nó chua chua ngọt ngọt. Mai mốt đó, anh sẽ học cái công thức của món này. Để anh đãi khách bạn tới chơi là kiểu món chính với món tráng miệng mình kết hợp luôn. Đỡ tốn. Đỡ tốn lắm. Bây giờ nè, nãy giờ là mình ăn rất nhiều món bò tơ phải không? Ừ. Bây giờ là Võ Tấn Phát đặt một cái câu thơ về cái món bò tơ này. Của Việt Nam nha, của Việt Nam nha. Giới thiệu cho khán giả thế giới nha. Mình phải đối thơ hả? Tức là phải thơ. Em đã đưa một câu thôi rồi tới qua đối tiếp nè. Một câu hả? Không, cho chủ nhà đọc cái câu đây, đầu tiên. Chủ nhà đọc đầu cái đi, xong rồi nói lại nha. Việt Nam có món bò tơ. Việt Nam có món bò tơ. Đúng vậy. Cuốn cùng rau sống. Đúng, hay rồi đó, nghe hay rồi đó, hay rồi đó. Rau sống. Nên thơ gì đó. Nên thơ cái gì đó được đó. Thơ quá trời. Hợp lý. Hợp lý đi ha. Hợp lý. Ổn ha. Ổn. Rồi được, đọc lại đi cho hay nè. Ok. Việt Nam có món bò tơ. Cuốn cùng rau sống. Nên thơ quá trời. Giỏi quá trời vậy không biết. Sẵn thưởng cho mọi người món cuối cùng. Đây, xôi bò xôi tơ. Bò tơ. Xôi bò tơ. Thơm quá. Cái này hình như là không, anh xôi có nấu với nước cốt dừa nữa hay sao? Có mùi béo béo, thơm, mùi cốt thơm, cốt thơm. Cái này như lấy bò tơ xong mình cắt nhỏ ra, xé nhỏ nhỏ ra, trộn với nấm đông cô. Tám chị hết đông cô đúng không? Xôi bên ngoài giòn ha, ở bên trong mềm. Đông cô. Chắc là bò này sẽ xào với lại nấm với lại hành lá nữa nè. Nêm nếm gia vị vô. Nó lạ quá. Xong rồi chiên qua với dầu. Nó mới giòn ở ngoài nữa. Hoa bé. Hả? Em ăn thấy cái xôi sẵn. Em thấy xôi nó mềm. Nó thơm. Mặc dù cái món này mình ăn cuối nha, nhưng mà cái ở ngoài nó không bị cứng, cứng kiểu như cứng lâu á. Tại vì nếu mà mình muốn giòn thì phải ăn đầu tiên. Mà mình ăn cái món đó là món cuối cùng. Mà em thấy nó không có phải bị cứng như chai, mà nó rất là giòn, còn độ giòn. Bây giờ là lần đầu tiên ăn được xôi bò luôn á. Thì
cái nguyên liệu nó rất là gần gũi mà mình không nghĩ là nó có thể kết hợp được với cái món xôi như thế này, rất là thú vị. Và thì con cũng rất đẹp anh à, dạ, những chú thỏ dễ thương. Chú thỏ dễ thương à, cái xôi này cái nếp nó rất là dẻo, nó không bị nhão, không quá khô. Dạ, sao mà nó kết hợp, nó tinh túy bao nhiêu là nó gom trọn trong cái dĩa xôi này. Đúng hay vậy. Quá anh à, chỉ có bò tơ của Việt Nam là mới làm được cái món này thôi. Đỉnh chút chốt. Thật ra là anh Phát thích cái món xôi bò tơ là chính xác luôn. Tại vì đây không phải là riêng một mình anh Phát thích mà rất là nhiều thực khách thích món này. Và món này là một cái món mà bán rất là chạy tại nhà hàng luôn. Best seller hả? Dạ đúng rồi. Tới đây là coi như là mỗi quán thì thường sẽ có một hai món đặc sản à, tới đây là phải ăn cái món này. Xôi bò. Mà khi quay cái bộ phim Gia đình cùng xúc á, là cái kỷ niệm gì mà mọi người nhớ nhất? Ôi, kỷ niệm nhiều lắm chứ không phải một cái. Nhưng mà có cái bữa ăn nào ở trong cái set quay Gia đình cùng xúc mà mọi người nhớ không? Có, đó là cảnh ăn mì gói. Vậy cảnh vui nhất là cảnh cô giáo mình ăn bữa đầu tiên kìa. Trên cái sườn á không có miếng hài nhiều, nghĩa là vô mong bằng ăn rồi mọi người tự đẻ miếng cho nhau. Thì có cái cảnh là cái con cá, đạo cụ chuẩn bị một cái con cá thì khi mọi người quay thì còn cái xương gì nè, là BB lấy làm cái lượt mà chảy mà muốn mát luôn á thiệt á. Tại cái mùi cá nó tanh rất lắm. Tự tin đúng không? Mà tóc thiệt của BB mà chảy như đúng rồi á. Mà chảy mà không ai dám lời gần gì nó tanh á. Nó tanh rình luôn á. Nó ghê lắm. Nói chung là cái phim đó là không ai bình thường chứ. Từ quái kiệt. Từ tạo hình cho tới là tâm lý là có nhiều anh chị em đồng nghiệp nói là ơi chừng nào quay cho anh chị tham gia giới. Nói là phim em không có bình thường á. Phim em mà đẹp đẹp là không có được đóng đâu. Hay là xấu hơn em mới cho vô đóng. Quái kiệt không mà. Quái kiệt không mà. Và nhưng mà nhờ như vậy á mới ra được một cái bộ phim gọi là quá xuất là sắc. Quá xuất sắc và quá là độc đáo. Dạ, hy vọng là những tập tiếp theo thì quý vị khán giả vẫn tiếp tục ủng hộ cho Gia đình cục xúc. Thật sự là hôm nay quá vui rồi. Vui không? Gặp lại đồng nghiệp cười giỡn, ăn uống no nê. Mà mình ăn vậy không phải là mình vui không đâu nha. Quý vị khán giả nhà cũng đang xem chương trình, đang ăn cùng với mình luôn. Bây giờ vui quá mình làm tấm hình kỷ niệm đi. Kỷ niệm đã đến với quán hạnh phúc. Ok. Chuẩn bị chưa? 1, 2, 3, cười. Đó, đi, rồi mình gắn lên bức tường danh vọng nha. Mời hai khách mời ký tên lên bức hình nha. Một người bên trái, một người bên phải nha. Kỷ niệm đã đến với quán ăn hạnh phúc. Dễ thương quá. Dễ thương không? Ngày hôm nay thật sự rất là vui. Đặc biệt là hôm nay mình ăn xong mình mới phát hiện ra là những cái người này thật sự bên ngoài họ cũng đâu có cục xúc như trong phim đâu đúng không? Họ chỉ diễn trong phim như vậy thôi. Ở ngoài tính rất dễ thương. Vậy đồng nghiệp với La rất dễ thương. Đúng không Hoa? Nói một câu coi. Thử chê cái coi. trời. Nó chơi trong phim thôi, ngoài dễ gần cũng chết. Dễ gần. Hôm nay rất là vui khi được đến đây, đến với quán ăn hạnh phúc. Tại vì nghe danh cũng đã lâu rồi, nghe đồn là ông chủ dễ thương lắm, lan tỏa cái niềm hạnh phúc đến cho những khách mời và cũng như là cô trợ lý với cái sự tư vấn về các món ăn rất là kỹ tính nè và chuyên nghiệp nữa. Và ngày hôm nay đến đây là một sở thị đúng y như rằng là các món ăn của quán hạnh phúc rất là ngon. Ngày hôm nay là biết thêm món bò tơ rất là mềm và kết hợp với cái xôi thì nó rất là đặc biệt. Và sau cái số này thì Phát với Hoa chắc chắn sẽ tìm đến quán để mà ăn một lần cho nó đã. Vâng, rất cảm ơn hai khách mời ngày hôm nay đã đến với chương trình. Và quý vị cũng đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình đó lại là 19 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Xin cảm ơn bò tơ quán Mốc đã tài trợ bữa ăn ngon ngày hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.